Chúng con xin trân trọng kính mời cha quản hạt Long Khánh công bố chúc thư và cảm ơn quý đức cha, quý cộng đoàn và quý cha. Trước hết con xin công bố chúc thư. Tờ di chúc: Tôi linh mục Giuse Đỗ Mạnh Dũng sinh ngày 9 tháng 2 năm 1967, thụ phong linh mục ngày 25 tháng Giêng năm 2000, phó sứ Bắc Hải năm 2000 đến tháng 10 năm 2002, chánh sứ Tân Bình mùng 9 tháng 11 năm 2002 đến 29 tháng 9 2011, chánh sứ Thái Hiệp từ ngày 30 tháng 9 2011. Lạy Chúa, con xin ngợi khen chúc tụng và tri ân Chúa đã yêu thương quan phòng và săn sóc con trong cuộc đời, lại thương chọn gọi con giữa muôn người để làm linh mục của Chúa. Con tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Con tin tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải và truyền dạy. Con loại trừ và lên án tất cả những gì giáo quyền lên án và loại trừ. Con yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse bổn mạng của con và các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Francisco Xavier Đỗ Văn Triểu là thánh tổ của họ Trung Lễ. Con xin tỏ lòng mộ mến và vâng phục Đức Thánh Cha, các đức giám mục bản quyền. Con nhớ ơn Đức Cha Cố Giám mục Paulo Maria đã sinh con ra trong chức linh mục. Tình huynh đệ thân ái với anh em linh mục, bạn đồng hành và lòng bác ái chân thành với mọi người mà con gặp gỡ. Với ý muốn kiên định sống trong đức ái hiệp thông của Hội Thánh cho đến chết, con xin quý đức cha và quý cha tha thứ hết mọi lỗi lầm và thiếu sót mà con đã làm cho quý đức cha và quý cha phiền lòng, và tha thiết xin các đấng cầu nguyện cho con. Con xin khiêm tốn xin lỗi tất cả những ai mà lúc còn sống con đã vô tình hay hữu ý có điều xích mích gây buồn lòng hoặc thiếu bác ái. Với tâm niệm xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa mà con đã chọn khi chịu chức linh mục, tôi đã phục vụ anh chị em trong các giáo xứ, chắc có nhiều lần đã làm cho quý cụ ông bà và anh chị em phải buồn lòng. Xin vì lòng yêu thương tha thứ hết tất cả, và xin luôn nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý cụ ông bà và anh chị em đã giúp đỡ tôi cách này hay cách khác. Con xin cảm ơn và xin lỗi gia đình, ba má anh chị em, các bác, chú dì, cậu mợ và tất cả những người thân vì những gì mà con chưa làm được cho gia đình. Con đã nhận Chúa làm gia nghiệp, tất cả là của Chúa, con xin trao lại cho giáo phận thu xếp. Lạy Chúa, con xin phó linh hồn con trong tay Chúa, xin Chúa tỏ lòng từ bi trên con và thương tha thứ tất cả những lỗi lầm con đã phạm trong cuộc đời của con và ban ơn cứu độ cho con. Tờ di chúc này được lập tại Thái Hiệp ngày 1 tháng 1 năm 2012. Người làm di chúc: linh mục Giuse Đỗ Mạnh Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.